Thở miệng nào. Cảm thấy mệt không? Dạ. Là đúng mệt. Mí môi này. Ngày xưa cái máy đắt lắm. Bây giờ mới đắt nhưng mà đắt nó như giờ nhiều lần. Chỉ được tế với đầu tiền mua máy này. Đau lắm. Thôi thôi thôi, xin đi. Thở miệng, hái miệng to thở miệng nào. Thở miệng. Cái là sao? Thở miệng nhá.